Thời gian qua, rất nhiều hộ dân trên địa bàn thành phố Rạch Giá phản ánh bị mất điện đột ngột giữa đêm, làm ảnh hưởng đến an ninh trật tự và đời sống sinh hoạt của người dân. Trước tình hình đó, bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Rạch Giá đã tiến hành điều tra truy xét và bắt gọn nhóm 5 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm cắp dây điện trên địa bàn. đó là các đối tượng Hà Văn Cường, Trần Thanh Long cùng ngụ phường Vĩnh Thanh, Nguyễn Văn Hiếu, Trần Thanh Hiếu cùng ngụ phường Vĩnh Quang và Nguyễn Văn Đại ngụ ấp Phước Ninh, xã Mông Thọ B, huyện Châu Thành. Trước đó khoảng 11 giờ ngày 27 tháng 9 năm 2021, công an thành phố Rạch Giá đã phát hiện 5 đối tượng trên đang cất giữ khoảng 18 ký vỏ dây điện và 15 mét dây điện còn lõi đồng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc tại một căn nhà quan trên đường Võ Trường Toản, phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá. Khi được mời về làm việc, nhóm đối tượng đã khai nhận lợi dụng khoảng thời gian từ 0 giờ đến 3 giờ sáng, lúc người dân ngủ say đã rủ nhau đến các trụ điện trên tuyến đường Võ Trường Toản, Lê Quang Định và Ngọc Hân Công Chúa thuộc phường Vĩnh Quang để cắt trộm dây điện ba pha, cắp điện dùng cho hệ thống chiếu sáng công cộng. Số dây điện trộm được cắt lấy loại đồng đem bán phế liệu với giá 100 đến 120.000 đồng một ký, được biết gần một tháng nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện trên 10 vụ trộm cắp trên 300 mét dây điện trên địa bàn các phường Vĩnh Quang, Vĩnh Thanh, thành phố Rạch Giá, gây mất an ninh trật tự và mất an toàn hệ thống lưới điện địa phương. Hiện công an thành phố Rạch Giá đang tạm giữ các đối tượng để tiếp tục điều tra làm rõ.